Dạ rồi, em thấy Euro Sài Gòn em kính chào anh em. Hôm nay em quay cái con Amly đề nông 2500 này thùng xốp này, gửi cho bác khách ở Hà Nội ha. Thì hôm bữa em về lần clip hàng về thì bác đã chốt, thì hôm nay em quay quay chi tiết cho bác và test chức năng cho bác trước khi lên đường ha. Đây. Thùng xốp remote catalog dây nguồn chưa xài luôn. Đây là cái máy của bác đây. Nói chung là nó hàng new rồi, không có gì phải lăn tăn nữa, nó rất là mới rồi. Rồi em sẽ test chức năng trước ha, em lấy nhạc. Đây thì em đang test bằng cái ngõ CD, xíu em sẽ test bằng cái ngõ optical. Thì đang đánh với cái cặp tai nôi Aden. Và phần chỉ ngõ của nó thì nằm đây ha. Đây gồm phono nè, USB đắt nè, optical 2 nè, optical 1 nè. Thì em đang sử dụng ngõ optical 1 ha. Đây tín hiệu đã nhận vào là 48 kilobyte. Còn lại gì người yêu đã mất, tình yêu đến trong cơn mưa buồn, rồi heo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu, mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá đến ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết tình tôi sợ lo tình yêu vô cớ. Thì những cái câu này thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo trước khi gửi đến cho anh em và gửi đến cho bác ở Hà Nội ha. Thì con này là new vừa khui thùng xốp, thì anh em biết độ mới như thế nào rồi.
không cần phải bàn tới không có chấm phẩy hay là lông mèo lông chuột gì cả ha. Đấy rồi thì em cũng xin kết thúc clip ha, rồi em sẽ đóng gửi cho bác. Rồi em xin kính chào nè, chúc anh em ngày đồng tuần vui vẻ ha. Rồi em xin kính chào.